Thứ các anh em đang nhìn thấy đó chính là cổ hút của chiếc xe Forerunner máy dầu đã chạy được 24 vạn. Phần đen đen bám chắc trên cổ hút đó là muội than được tích tụ bởi nguyên lý hoạt động của hệ thống tuần hoàn không khí mà hầu hết các xe máy dầu đều gặp phải. Lượng muội than quá nhiều sẽ gây nên tình trạng tắc nghẹt cổ hút, giảm lưu lượng khí, kẹt van EGR, kẹt bầu khí xả catalytic. Người thợ đang dùng tua vít để cho các anh em thấy rõ hơn về độ dày và lượng muội than ngày càng hình thành nhiều hơn. Còn đây là phần cuối cổ hút trên mặt động cơ, phần muội than bám trên đó cũng không hề ít đi. Sau đó người thợ sẽ dùng phương pháp vệ sinh bắn hạt, một công nghệ đến từ châu Âu, để làm sạch triệt để phần muội than, đưa chiếc xe của anh em về tình trạng như lúc mới mua. Kết quả là phần cổ hút tháo rời, được những anh em thợ cọ rửa sạch sẽ loại bỏ toàn bộ muội than. Phần kết quả vệ sinh chân su pháp mình chưa kịp quay anh em thợ đã lắp xong. Hẹn anh em ở video khác, hoặc anh em có thể tìm kiếm trên tường nhà mình nhé.